Vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân nữ tên là H, 20 tuổi, đến từ Bắc Ninh, cấp cứu vì mù mắt sau khi tiêm filler tại spa. Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết được bản thân là nhân viên spa tiêm filler nâng mũi vào tối ngày 24 tháng 1 năm 2021. Quá trình tiêm, bệnh nhân cảm thấy choáng váng, đau đầu, mờ mắt trái, toàn thân nóng ran rồi chuyển rát run. Bạn của bệnh nhân đã liên hệ với một người bạn cũng là nhân viên spa nơi khác để được hướng dẫn mua thuốc giải về tiệm spa. Sau khi thấy không hiệu quả, bệnh nhân được hướng dẫn đến một bệnh viện. Tại đây cũng không xử lý được, nên sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương. Tại đây, các bác sĩ hướng dẫn chuyển đến cấp cứu tại Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau khi điều trị, thể lực bệnh nhân đã được cải thiện, cần phải theo dõi sát trong những ngày sau. Biến chứng tắc mạch mắt là biến chứng nặng nề và tàn khốc của việc tiêm filler. Ngoài việc gây mù mắt, giảm thị lực, còn đe dọa tắc tiếp động mạch não, gây nguy hiểm tính mạng, hoặc tắc các động mạch nuôi da, cơ thần kinh quanh ổ mắt, dẫn đến hoại tử toàn bộ ổ mắt, phải khoét bỏ nhãn cầu. Vì vậy, khi có nhu cầu làm đẹp, chị em phụ nữ tuyệt đối không nên tiêm filler cho nổi, thay vào đó cần đến các đơn vị uy tín có chuyên môn.